việc hàng năm chi tới hơn 700 tỷ đồng cho việc cắt cỏ, tỉa cây là lãng phí, nên từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội đã có chủ trương dừng chi tiền cho việc này để xây dựng lại đơn giá. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng không được chăm sóc cỏ, những tuyến đường cách đây ít tháng được mệnh danh là đẹp, hiện đại nhất thành phố Hà Nội, thậm chí là niềm tự hào của cả đất nước, vậy mà giờ đây chỉ sau một thời gian ngắn không được chăm sóc, gần như đã bị cây dại xâm lấn toàn bộ, đường sắp bị biến thành rừng. Việc tiết giảm chi phí ngân sách chi cho việc cắt cỏ, tỉa cây là đúng đắn. Song việc dừng đột ngột việc chăm sóc, chỉnh trang đô thị như thời gian vừa qua của Hà Nội lại khiến cho dư luận và nhiều chuyên gia cho rằng hơi nóng vội duy trì. Việc này không chỉ khiến cho bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn có được cái nhìn rõ ràng hơn về vấn đề này. Đây là rừng hay là đường? Có lẽ là rừng. Nhưng điều lạ là lại có nhiều xe cộ đi lại. Thực tế, đây chính là tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Hà Nội. Tuyến đường cách đây 2 tháng được mệnh danh là đẹp nhất thủ đô. Chỉ khoảng 1 tháng thôi, không được cắt tỉa cây cỏ. Những cây dại như thế này đã mọc vượt quá đầu người. Có lẽ tình trạng này tiếp tục kéo dài, tuyến đường sẽ bị biến thành rừng. Chạy cắt ngang đường Võ Nguyên Giáp là đường năm kéo dài, một màu xanh mướt. Nhưng buồn thay, đó là màu xanh của cỏ dại chứ không phải của cây cảnh. Những cột điện tạo cảnh quan có lẽ chỉ một vài tháng nữa cũng sẽ bị cây dại bao trùm. Mình là người dân, mình đi mình cũng thấy này, cũng có những cái nó bất cập mà nó trông cũng không được mỹ quan lắm, đâm ra là cái việc này là cũng phải là nhắc nhở đến cái nhà chức năng. Nhưng còn chúng tôi thì là người dân thì chúng tôi cũng chỉ biết là nhìn thấy thế và cũng thấy bức xúc thật đấy, nhưng mà biết kêu ai. Từ ngày thiếu bàn tay con người chăm sóc, những tuyến đường hướng tâm hay như trong nội thành, cây dại mọc lên tùm và gần như không được kiểm soát. Thậm chí có những cây dại ít ngày nữa là đến ngày ra hoa kết trái. Bây giờ phải có một cái giải pháp như thế nào cho hài hòa. Đấy. Cho nó hài hòa. Tức là cỏ thì vẫn phải cắt. Cái để này ít nữa lên mà như rừng mọc cao hàng mét thì đúng là trông nó không đẹp. Cái việc này thì tôi cũng được nghe là chủ trương của thành phố là sẽ thiết kế lại và cải tạo lại. Thế nhưng mà trong cái thời gian mà chờ đợi thiết kế cải tạo thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là vẫn được duy trì để cho nó đảm bảo cái cảnh quan của thủ đô. Nếu trên đại lộ Thăng Long cỏ mọc tùm thì trên nhiều tuyến phố khác những hàng cây xanh tốt quá mức cần thiết. Không chỉ một mà rất nhiều tấm biển báo giao thông trong tình trạng có cũng như không. Ngành giao thông ấy thì không phụ trách cây xanh. Thế nhưng mà nó rõ ràng thì là cây xanh nó có ảnh hưởng đến cái tổ chức giao thông. Thông tin cho người dân đi đường thì những thông tin phải được đảm bảo. Cái thứ hai là cái đẹp cho đô thị. Thế thì cái đẹp cho đô thị thì có thể ta tạm dừng một chút thì cũng được. Thế nhưng mà cái mà để đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì không thể không đảm bảo được. Hà Nội vừa thông báo giảm bớt hơn 700 tỷ đồng cho việc cắt cỏ, tỉa cây mỗi năm. Thông tin này có lẽ sẽ khiến nhiều người vui mừng, không phải vì tiết kiệm được số tiền lớn, mà bởi cỏ và cây sắp được cắt tỉa trở lại. Ở đâu thì an toàn cũng nên được đặt lên hàng đầu. Theo các chuyên gia, việc cắt tỉa cây cỏ trên các tuyến đường ngoài việc phải được duy trì thường xuyên thì Hà Nội cũng cần phải điều chỉnh để phù hợp. Cây mà cắt thành hình ấy, thì nên tập trung ở công viên thôi, hoặc là một vài điểm chốt. Ví dụ như là trên đường ấy có một cái điểm đấy, đó là điểm rất là đặc biệt quan trọng. Muốn người ta chú ý thì người ta mới cắt cây hình. Thế còn như chúng ta ở trên đại lộ Thăng Long thì cây cắt theo hình thì nó hơi tràn lan. Vừa lãng phí, vừa như thế là đứng về mặt an toàn giao thông là không tốt. Vấn đề thiết kế đô thị, vấn đề tuyến phố xanh, tuyến phố kiểu mẫu
theo tôi nghĩ là nên có cái màn bạc trao đổi kỹ hơn nữa thì chúng ta sẽ có cái giải pháp thích hợp. Nhưng mà muốn làm thế nào chăng nữa thì ở đây phải có sự tham gia của các nhà quản lý, nhưng phải có sự tham gia của các cái chuyên gia chuyên ngành, và đặc biệt là có ý thức của người dân. Bởi vì cái không gian hai bên đường là không gian văn hóa, là nơi mà cộng đồng xã hội tiếp cận thường xuyên, cho nên chúng ta cần phải quan tâm đến. Từ việc cắt cỏ đến việc trồng thêm một cái cây, tưởng chừng là chuyện nhỏ nhưng lại không hề nhỏ. Hà Nội vui mừng vì tiết kiệm được tiền, nhưng đổi lại là nguy cơ mất mỹ quan đô thị, thậm chí là mất an toàn giao thông. Hà Nội cũng phấn khởi với những hàng phượng sẽ ra hoa quanh năm, nhưng theo các chuyên gia, hàng cây giữa đường này nhiều nguy cơ hơn là lợi ích. Mưa bão gãy đổ thì hậu quả khôn lường. Cái cây, ngọn cỏ, những câu chuyện tưởng là nhỏ ở đô thị nhưng cũng không thể xử lý một cách cảm tính hay ngẫu hứng.